Nhật Nam ơi, hôm nay Nhật Nam lại có bộ đồ chơi gì đấy con? À, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bạn Nhật Nam có hai bộ đồ chơi mới rất là đẹp đấy các bạn này. Rất nhiều đồ chơi luôn các bạn ạ. Bạn Nhật Nam bảo là rất nhiều đồ chơi luôn. Đây chính là một bộ đồ chơi xe quân đội nha các bạn nha. À, các bạn có thích không? Bạn Nhật Nam có thích không? Nào đấy con kéo ra đi xem nào. Đấy con cứ kéo thẳng ra thôi. Đẹp không? Một đồ chơi này đẹp không? Đâu con lấy xe tăng lên cho các bạn xem này. Xe này to lắm. Đâu? Ui xe này to nhỉ. Đúng rồi, xe này xịn lắm. Xịn lắm á? Đây là xe gì? Con vừa bảo xe gì? Xe tăng. Đúng rồi, đây là một chiếc xe tăng. Nào con giơ lên đi, đi, bắn bằng bằng. À, bắn bằng bằng á? Con phải giơ lên cho các bạn cùng xem chứ. Wow, các bạn thấy này, đây là một to cả tay dài luôn. Đây là cái lòng pháo đấy. Đúng rồi, cái lòng một chiếc pháo. Xe tăng này các bạn nha. Một chiếc xe tăng rất là đẹp luôn. Tiếp theo không biết có gì đây nhỉ? Đây là máy bay, cái này bay. À, lại một chiếc máy bay này các bạn này. Máy bay từ tay này nè. Đây là máy bay. Máy bay gì? Đây là máy bay. Máy bay trực thăng, đúng rồi. Máy bay này để đón trẻ con. À, để đón trẻ con á? Để đón trẻ con đi đâu? Để đón trẻ con đi bắt con khủng long. À, đi. Bạn Nhật Nam bảo là để đón trẻ con để đi bắt con khủng long các bạn. Sau ta đổ ra bên đây để đón nốt khủng long nè. Để xe máy bay đây nào. Con dơ lên đấy là xe gì á nhỉ? Xe bác sĩ. À, xe bác sĩ á? Xe bác sĩ một tuổi đó rồi. À, xe bác sĩ mở cửa được rồi. Xong rồi nốt người ta. Nốt cái chú này này. Nào con dơ lên cho các bạn cùng xem nào. Đây là một chiếc xe cứu thương ở trong quân đội nha các bạn nhé. Trong quân đội à? Có thể mở cửa được này. Được. Thiết kế rất là đẹp luôn. À, con cho chú bộ đội vào trong xe à? Được. Đấy, bạn Việt Nam đang cho chú bộ đội vào trong xe được. Để đi cứu thương đấy. Con xem còn xe gì nào. Để bố lấy nhá. Bố xem xe gì đây. Đây là xe nục. Đây là một chiếc xe tải. Xe tải để chở con bò sữa. À, chiếc xe tải để chở con bò sữa. Đây là một chiếc xe tải để dùng trong quân đội các bạn nhá. Có màu xanh đặc trưng trong ngành quân đội này. Đó. Tiếp theo này, ui một chiếc xe gì đẹp quá này. Chiếc xe này đẹp không con? Đẹp nhỉ. Này, dẫn mình đi này. Ừ, chiếc xe này xe môi trần này. Bố xe ơi, cái của bên ngành quân đội rất là đẹp. Không so ra được. Sao con lại cho chú bộ đội vào đây nhốt vào đây á? Đó, đây là hình của một chú bộ đội nha các bạn nha. Xe bay được rồi. Đây là một chiếc xe địa hình xe trong ngành quân đội này, xe môi trần luôn. Xe này rất là sành điệu. Xe sành điệu á? Để cho chú bộ đội vào đây để nghe. À, đúng rồi, xe con. Này, xe. Đây con cho đây nhá. Được. Nào. Đâu quay ra đây cho chú bộ đội đi ra đằng này xem nào. Đây các bạn cùng xem này, đây chú bộ đội đang lái chiếc xe này. Đó, bạn Việt Nam cho chú bộ đội vào lái xe đấy. Đến nơi rồi à? Chú đi ra chú lại đi lái xe tải à? Thôi mình phải xem tiếp ở đây còn bộ xe gì con này. Đây là xe bọc thép. Xe bọc thép. Mở cửa được không? Con xem mở cửa được không? Bố xem nào. Xe này hình như không mở cửa được nhỉ. Đúng rồi. Xe này là xe mô hình thôi các bạn, không mở cửa được. Đó. Xe này thì bằng kim loại nhé các bạn nha, nên là rất là chắc chắn và đẹp luôn. Bộ đồ chơi rất là đẹp. Rồi, như vậy bạn Nhật Nam vừa bóc một bộ đồ chơi đầu tiên. Đây chính là một bộ đồ chơi xe quân đội này các bạn nhé. À, các bạn cùng xem đây là những cái chiếc xe của bộ đồ chơi xe quân đội này. Rất là đẹp. Bố xem là có một cửa đồ không? Đâu, bố xem nào.
Cái này cửa đây là hai cái cửa. Cái này là cửa giả con ạ, không mở được. Không mở được đâu. Chỉ cái cửa này mới mở được thôi. Đúng rồi, cửa đấy mở được rồi. Nào con bóc tiếp bộ đồ chơi này đi cho các bạn xem đã. Xin chào các bạn đã. À, xin chào các bạn. Rồi bây giờ nhận được Nam sẽ tiếp tục bóc hộp đồ chơi. Nào con kéo mạnh ra. Rồi. Đưa lên cho các bạn cùng xem đấy nhé. Đây là thùng rác. À các bạn ơi, đây là một chiếc thùng rác này các bạn này. Thùng rác để sao thùng rác vào đây. À đúng rồi, thùng rác để đựng rác. Để cho rác vào. Có mở được, con mở ra xem nào. Có mở được không, đưa bố xem nào. À mở được đây chứ. Đây các bạn nha, đây là một chiếc thùng rác này, mô hình thùng rác rất là đẹp. Con lấy xem có xe gì nữa nào. Thùng rác để ở đây này. Để bố lấy nhá. Đây con lấy đi, lấy một chiếc xe nào. Một chiếc xe chở rác đấy các bạn ạ. À đúng rồi, bạn Nhật Nam một biết rồi. Để cho tất này vào đây. Đây là một chiếc xe chở rác đấy các bạn ạ. Đây này, chiếc xe màu cam rất là đẹp luôn. À, người ta sẽ cho rác vào đây và để chở đi các cái bãi rác để người ta xử lý rác thải đấy. Chiếc xe chở rác màu cam. Bố ơi. Cái đấy để người ta cho rác vào trong đấy con. Cho rác vào trong mà. À, đây cũng là một chiếc xe môi trường này các bạn này. Xe môi trường. Xe màu xanh. Ô, con cho cái thùng rác vào trong rồi á. Thùng rác người ta chỉ để đựng rác thôi. Đựng rác này. Người ta mới cho rác vào bên trong của cái xe đấy thôi. Xe đây tiếp tục là một chiếc xe xử lý rác thải các bạn nhá, xe chở rác này. Xe này thiết kế rất là đẹp, giống thật luôn. Xe này để chở rác này. Đây này con này, người ta sẽ cho bình thường người ta dùng, người ta sẽ cho rác vào đây này, sau đó người ta đổ vào xe để người ta chở đi. Xe này có nhiệm vụ là chở rác đi ra các bãi rác thải để người ta xử lý rác thải đây. Còn đây là cái thùng đựng rác để người ta vứt rác vào đây này. Đó. Sao mình sẽ lấy tiếp, con lấy hộ bố cái xe này nào. Xe này khó nhỉ. Khó nhỉ, để bố lấy ra. Rồi. Đây là xe gì các bạn thì không? À, xe gì? Xe trộn bê tông. Đây là xe trộn bê tông. Nào con dơ các bạn cùng xem. Đây là cái này quay của rồi. À đây là cái bồn để người ta chứa ở bê tông ở bên trong này các bạn nha. Cái này rất là nghe nè. À cái đấy có thể để đẩy lên được nhỉ. Đúng không? Cái này để mua chuồn. Ừ, đây. Đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn nha. Đó. Chiếc xe màu vàng. Xe này rất là xịn. Xe này xịn á? Ừ. Sao lại xịn? Tại là xịn thì ta xôi. À, để bố lấy tiếp một chiếc xe nữa này. Đây là xe tân tổ để cho rác vào đây. À đúng rồi, đây là một chiếc cũng là một chiếc xe môi trường để xử lý chở các rác thải đến các cái khu xử lý rác thải đấy con ạ. Xem đây còn xe gì nào. À bạn Nhật Nam đang cẩu cái thùng rác. Đây cũng là một chiếc xe để phục vụ. Không nhầm thì đây là chiếc xe môi trường, xe nâng để thôi, tuột rồi. Đây để bố lắp vào cho. Nó bị tuột rồi. Thôi mình để đây đã nhé. Đó như các bạn thấy đấy thì bạn Nhật Nam vừa bóc hai bộ đồ chơi này. Các bạn xem các cái loại xe ở đây nhá. Đó đây. Đây là các cái chiếc xe quân đội này. Chiếc xe tăng này. À cho chú cảnh sát đứng vào cái xe xử lý rác thải đấy nhá. Cái xe này bị tuột các bạn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông này, xe công trình. Đó.
Rồi các bạn thấy này, đây ở đây có rất là nhiều đồ chơi này. Các cái loại xe công trình, xe xử lý rác thải và xe trộn bê tông này. Đó, rất là đẹp luôn nha, các bạn cùng xem này. Đây là bộ đồ chơi của bạn Nhật Nam. Ôi bạn Nhật Nam cẩu lên à? Phải không? À, cẩu cho vào đấy á, để chở đi à? Đó. Rất là... Rồi bây giờ bố con mình sẽ cùng chào các bạn để cùng chơi bộ đồ chơi này nhá. Được không? Nào con chào các bạn đi. Chào các bạn này, hay là chào các bạn sau video lần Nhật Nam á. À, bạn Nhật Nam chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau của bạn Nhật Nam.